hồi hoa trở về từ tháng năm xưa. Dẫu cho con đường dẫu dài lắm, bên con nhỏ em buồn nghe lòng chung chiều mưa xa giăng kín phố dài. Lòng sắc sơ tôi vui và trở về để nghe tin mình dưng dưng trong lòng. Các bạn ơi, đây là Pioneer 7825 La Mã của bác Quân ở Thanh Xuân, Hà Nội. Đây, chạy hai cặp sò 2SA1075 đây. 2SC2525. Này cũng tương đối hiếm. Nhìn mặt mũi khá đẹp các bạn ạ. Đây, các bạn xem phía dưới đây. Đấy, Đức Đoàn vừa tháo ra xem phía dưới này thì mạch nó xấu như này. Đấy, mặt đẹp như thế mà mạch mốc như này, oxy hóa nhiều này các bạn ạ. Đấy. Ồ, thế này là nó không chạy được đây. Hiện tại máy này bây giờ đang cũng kêu. Đấy, bây giờ phải làm lại hết mạch và xử lý đây các bạn ạ. Kinh quá. Nhìn bên ngoài là khá là sạch sẽ. Đây các bạn ơi, sau một thời gian vật lộn với em Ly 7800 này thì cái mạch nó đã đẹp trở lại như này đây. Không bị mốc meo, không bị oxy hóa nữa. Đó, mạch hàn lại hết, chạy lại hết và có con điện trở chết. Đấy, thay. Xử lý lại mạch xanh như này đây. Chạy yên tâm luôn. Đã sửa xong Pioneer của anh Bình ở Thanh Xuân, Hà Nội. Không đóng dơ le. Mạch thì mốc oxy hóa đã làm sạch đẹp rồi. Đấy. Quý vị và các bạn đang xem Đức Đoàn chia sẻ với con Pioneer SA 7825 mã. Không nóng ra le và đã sửa, bây giờ chạy lại trở lại bình thường rồi, mạch làm đẹp rồi. Đức Đoàn xin được trân trọng cảm ơn các bạn đã luôn luôn dành tình cảm cho Đức Đoàn và luôn đăng ký like ủng hộ Đức Đoàn trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào. Chúc các bạn có một bữa cơm tối đầm ấm hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ma răng mô đen 1150 của anh Hiền ở Hà Giang đã sửa xong tất cả các bệnh và bảo dưỡng lại toàn bộ rồi. Đó, con này chạy hai cặp sò nhôm in rất là đẹp, nó zin hết, công suất zin hết, chỉ chữa phần nguồn phụ và chữa phần âm sắc thôi. Đấy, hai bên công suất đều zin hết các bạn ạ, đã trở lại chạy ngon lành êm ái rồi. Cho em khóc thử xem tình hình nào. Đấy, hay quá rồi, hai vế trái phải của anh hay rồi. Đấy, âm sắc rất hay.
Mây trắng đã gợn lên những cánh chim hải âu rồi. Biển đã có nắng rồi các bạn ơi. Âm thanh đã lên rồi, hay quá. Xin mời các bạn sẽ theo dõi video tiếp theo của đoàn nhé. Chào các bạn. Lại là Akufa các bạn ơi. E303X. Cái này của anh Hưng ở Kim Mã Thượng, Hà Nội. Akufa của anh Hưng ở Kim Mã Thượng, Hà Nội. Trong bụi bặm quá các bạn ạ. Này, cho lên ghế tình yêu được giải quyết thôi. Em Akufa X này là 303X này là chạy sò xanh đen các bạn ạ, Zika xanh đen. Đó, cặp sò này tương đối hiếm, con này zin hết này. Đang bị phần trên âm sắc là mất vế các bạn ạ, một vế bé tí. Lệch vế gần như là mất vế. Công suất tốt, đang hỏng phần âm sắc. Đây các bạn ơi, Aku 303X. Đấy, E303X sau khi lên ghế tình yêu đã được trau chuốt âu yếm sạch đẹp như này đây. Đấy, sạch bong như này rồi, bắt đầu là chữa các cái bệnh kia lên là xong là chạy thôi. Và yên tâm dùng là yên tâm ổn định thôi. Đã xử lý xong Akufa E303X. Này đang chết một loạt ở trên cái phần lì trên này, âm sắc này các bạn ạ. Đã xử lý xong rồi và bây giờ đang lắp vào. Đấy, sửa xong Akufa rồi các bạn ạ. Hết bệnh rồi, chạy ngon lành tròn trịa cả hai vế rồi. Sau đó là bắt đầu về đến khâu spa đây. Mặt vàng khè thế nhưng mà cho em bây giờ thành không bị viêm gan nữa rồi. Da hồng hào trắng trẻo trở lại rồi. Em Ly lại sinh gái rồi. Đó. Về lại thỏ thẻ những bản nhạc du dương để phục vụ các sếp. Akufa đã lột xác rồi các bạn ạ. Mọi thứ đã sạch đẹp. Và tất cả đã thông số kỹ thuật đã chuẩn chỉnh rồi. Đây là ly Onkyo A705 của anh Tuấn ở Hà Nội. Đây các bạn ơi, sò này mới còn đỏ chót luôn, như là Toshiba. Mỗi tội hơi bụi thôi, rất là bụi bẩn rồi. Ở khu này chắc nhà anh này cũng bụi đây. Con này đang bị nghẹt một vế các bạn ạ. Cần phải vệ sinh tổng thể cho lên ghế tình yêu. Đây em Onkyo này đã được lột xác rồi các bạn ơi. Bụi bặm bẩn thỉu thế nhưng mà bây giờ là công chúa lọ lem, giờ xinh đẹp như này rồi đây. Mày hay tụ chất đấy. Biến áp nguồn, dơ le, ấy sò thì bốn em sò tô chữ đỏ. Bây giờ sửa nốt cái bệnh nghẹt vế nữa là lên là hoàn hảo thôi. Đây các bạn ơi, âm ly Onkyo A705 đây của anh Tuấn đây, Hà Nội, đã sửa xong và bảo dưỡng lại hết toàn bộ rồi. Mọi thứ đã tương đối sáng sủa trở lại rồi. Và bệnh nghẹt vế chữa hết rồi. Đèn báo nguồn mất thay rồi. Đấy. Tiếng đánh tơi tả rồi.
bạn vừa theo dõi Đức Đoàn chia sẻ với con A705 Onkyo của anh Tuấn ở Hà Nội. Xin được chúc cho các bạn có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng, luôn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nặng rồi đấy. Đói rồi. Nay xác định làm việc là vẫn chưa được ăn uống gì các bạn ạ. Thông trưa luôn. Bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi. Đấy. Đang xử lý cái con này đờ nông. Đấy. Đờ nông của anh Thắng ở Hưng Yên đây. Mạch nó xấu này đây. Oxy hóa mạch xấu đen xì này luôn. Không đóng le được các bạn ạ. Đấy, cái này cần phải làm lại hết mạch. Đây. 940 của Thắng ở Hưng Yên đây. Đấy, mạch nó xấu này, thợ cày cái này không ra bệnh này. Chữa hết rồi mà không ra được bệnh. Thay cả dơ le, tưởng hỏng dơ le thay cả dơ le nhưng không phải. Đó, bây giờ Đức Đoàn sẽ làm lại hết toàn bộ mạch này cho đẹp lên. Và thay dơ le xịn vào. Đây, tiếp tục chiến đấu với con đờ nông 940V của em Cường ở Cổ Nhuế, Hà Nội. Cái này em có chia sẻ là cắm nhầm điện đây. Nó nổ toàn bộ như này. Cũng chưa lý giải được sao nó cắm nhầm điện gì mà nó nổ kinh này. Này có anh nào vừa nhắn tin hỏi sửa ấm ly này. Đấy. Nổ đen xì luôn. Tung hết bay hết cả số luôn, nắp luôn này. Cháy hết. Các bạn ơi, đã xử lý xong con âm ly đờ nông 940. Con này phải nói là quá nhiều bệnh, mạch cực xấu của anh Thắng ở Hưng Yên. Đã xong rồi. Đấy. Tiếng oánh bôm bốp luôn. Mạch rất xấu và rất nhiều bệnh nhưng mà Đức Đoàn đã xử lý mạch tương đối đẹp trở lại rồi và chạy hoạt động hoàn hảo rồi. Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới lên người. Ôi, qua một quá trình cũng tương đối vất vả với con 5 ly này bây giờ đã thành công rồi. Rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ. Bắt đầu cho em dê non của em Quân ở Lạng Sơn lên ghế tình yêu đây rồi. Dê non dê già thì cho lên ghế tình yêu hết các bạn ạ. Đấy. Lúc này tại 848 Minh Khai Hà Nội đó là 4 giờ chiều rồi các bạn ạ. Mọi người bắt đầu là tất bật trở về với gia đình rồi. Chúc các bạn sau một ngày làm việc trở về với gia đình có những phút giây nghe nhạc thư giãn và hạnh phúc với gia đình thân yêu của mình.